được dạn dụng ấy, nhưng mà về cũng thỏa được đâu đến nửa tháng xong nó cũng đỡ đau đầu. Nó chỉ như của chú thì nó như là nó thí dụ như là nó chỉ kiểu như sáng nó hay có đờm đấy, chứ còn bình thường nó lại không có dịch chảy mi này chỉ thoảng của mình ăn cơm nó chảy nước mũi đấy, mũi thì lại không phải là tại có dịch. Trước này đi chụp xong là mua thuốc tây về uống chỉ được một thời gian vài tháng kháng sinh nó cầm chúng uống phải trong tháng nữa. Vết xước này, vết xước kiểu giống một con rồi. Xước cho mẹ dày là như bị sần sần lên đấy, giống thế kiểu đấy, giống của em cái không thêm thuốc được.